Xin chào các bạn, hôm nay là một chủ đề hoàn toàn khác với những video trước đây. Kiểu như là lâu lâu làm mới một chút cho cuộc sống nó thêm mặn nồng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những tổng thống ở trên thế giới, họ đã làm công việc gì trước khi được bầu vào ghế tổng thống. Đặc biệt là những ngành nghề tréo ngoe và dường như không liên quan đến chính trị. Nói chung ở nhiều nước trên thế giới, bất kỳ ngành gì cũng có thể làm được tổng thống. Bởi vậy nếu ai còn phân vân không biết làm gì trong giai đoạn khó khăn này thì nên cân nhắc một cái công việc như thế nha. Nhưng nghiêm túc nè, theo khảo sát sơ qua các vị tổng thống và chủ tịch nước trên thế giới thì đa phần họ có xuất thân và học vấn gần gũi với chính trị. Trước khi trở thành tổng thống thì những người này thường làm việc trong 6 lĩnh vực phổ biến như sau. Thứ nhất là làm kinh tế, chủ doanh nghiệp, tập đoàn. Thứ hai là lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Thứ ba là giảng viên. Thứ tư là nhà đấu tranh xã hội cũng như là những người tham gia chính trị từ rất sớm. Hai cái còn lại cũng rất phổ biến là luật sư và những người theo con đường binh nghiệp, quân đội. Đa số là như vậy nhưng mà không phải tất cả. Ngoài những điều vừa kể, chúng ta sẽ điểm qua những công việc thú vị khác nha. Các bạn nhớ xem đến cuối và bổ sung thêm để mọi người cùng bàn luận nha. Tổng thống Gabon từng là một ngôi sao nhạc hip hop. Đây là tổng thống đương nhiệm của Gabon, Ali Bongo Ondimba. Nhìn vào ông chú này có vẻ hình sự nha, nhưng mà thực ra ông ấy từng là một ca sĩ nổi tiếng ở Gabon. Tiểu sử nhân vật này cũng phức tạp và con đường trở thành tổng thống của ông cũng gây ra nhiều tranh cãi. Theo đài Al Jazeera, ông sinh ra tại một thành phố của Cộng hòa Congo vào năm 1959, lúc đó mẹ ông mới có 15 tuổi thôi. Cậu bé được sinh ra trước khi bố mẹ mình chính thức kết hôn. Cha của ông là Omar Bongo, là người đứng đầu Gabon trong hơn 4 thập kỷ và gần như không bị cản trở, đã tích lũy được một khối lượng tài sản to lớn, đa phần đến từ nguồn dầu mỏ khổng lồ của Gabon. Chẳng những sinh ra ở Congo, ông này còn lớn lên ở Pháp, học luật ở đây và lấy bằng tiến sĩ ở Đại học Vũ Hán, Trung Quốc. Nhiều người tranh cãi là không biết ông này có phải là người Gabon hay không. Ông từng theo đuổi dòng nhạc funk, một dòng nhạc châu Phi mang hơi hướng của hip hop. Ca sĩ Bongo được biết đến với tên viết tắt là ABO hay là Ali B, đã phát hành album A Brand New Man vào năm 1977. Sau một thời gian ngắn làm khán giả say mê, ông đã từ bỏ sự nghiệp âm nhạc của mình để trở thành một người đàn ông mới thực sự. Đổi tên từ Alien sang Ali và cải sang đạo hồi giống như cha mình. Sau khi cha ông qua đời thì ông này trở thành tổng thống của Gabon từ năm 2009. Vào năm 2016, ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai với khoảng vài ngàn phiếu bầu thôi, đánh bại ứng cử viên phe đối lập. Nhưng mà trước đó, chiến dịch tranh cử đã bị hủy do các cuộc đụng độ đẫm máu và sau bầu cử là những cáo buộc về gian lận cử tri. Tổng thống Indonesia từng làm ở xưởng gỗ, có người nói ông từng là một thợ mộc. Chúng ta nói đến quốc gia gần gần với chúng ta một chút là Indonesia. Joko Widodo đã trở thành tổng thống Indonesia đầu tiên không có nền tảng quân sự hoặc thuộc một trong những gia đình có truyền thống về chính trị ở đất nước này. Joko Widodo sinh ra và lớn lên ở Surakarta, một thành phố ở tỉnh Trung Java. Theo trang Britannica, cha của ông là một người buôn bán gỗ giống như những người buôn bán trên đường phố. Trong suốt thời thơ ấu của mình thì Joko Widodo và gia đình ông đã sống trong những căn lều được xây dựng bất hợp pháp gần sông Solo, thường xuyên xảy ra ngập lụt của thành phố. Ông học ở các trường trung học bình dân. Năm 1986, ông tốt nghiệp kỹ sư lâm nghiệp. Trong vài năm, ông làm việc cho một nhà máy sản xuất bột giấy thuộc sở hữu nhà nước ở Bắc Sumatra. Tuy nhiên thì Joko Widodo đã nhanh chóng không hứng thú với các hoạt động của mình ở công ty và trở về nhà. Sau đó thì anh ta bắt đầu làm việc ở nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất của ông mình. Có một số trang báo nói rằng ông chính là một người thợ mộc, tuy nhiên ở trong thời điểm đó, ở trong nhà máy đó, thì ông làm công việc gì thì tôi không dám chắc nữa. Đến năm 2002, ông đã trở thành một nhà sản xuất đồ gỗ nội thất rất thành công với các phòng trưng bày ở một số châu lục. Năm 2005, Joko Widodo giữ chức thị trưởng của thành phố nơi ông sống, thành phố Surakarta. Năm 2014, ông giành chiến thắng với hơn 53% số phiếu phổ thông và trở thành tổng thống của Indonesia. Joko Widodo đã thu hút sự chú ý của quốc tế với phong cách vận động dân túy và cương lĩnh chống tham nhũng của mình. Năm 2019, ông tiếp tục giành chiến thắng với hơn 55% phiếu bầu và hiện là đương kim tổng thống của Indonesia. Tổng thống Liberia từng là một cầu thủ nổi tiếng. George Weah, sinh năm 1966, hiện là tổng thống của Liberia. Ông là một cầu thủ nổi tiếng ở châu Phi, châu Âu và thế giới. Từ khi còn là một đứa trẻ thì ông đã chơi bóng trên những con đường phố đầy bụi ở Monrovia của Liberia. Sau đó, anh ta bắt đầu chơi cho các câu lạc bộ trong nước và ngoài nước.
Năm 1987, ông cùng đồng đội đã giành chức vô địch giải bóng đá quốc gia Cameroon. Ngay sau đó, tiền đạo 22 tuổi đầy triển vọng này đã được AS Monaco ở giải hạng nhất quốc gia Pháp ký hợp đồng. Trong 5 mùa giải với Monaco, anh ta đã ghi được 57 bàn thắng và đội bóng của anh đã giành được cúp quốc gia Pháp vào năm 1991. Vị tổng thống tương lai này có kỹ năng rê bóng và sút xa xuất sắc, được khán giả yêu thích với tinh thần thi đấu không khoan nhượng. Weir đã ký một bản hợp đồng giá trị với Paris Saint-Germain. Trong mùa giải đáng chú ý nhất của mình, ông đã đưa PSG đến chức vô địch cúp quốc gia Pháp và vào đến bán kết giải vô địch bóng đá châu Âu năm 1995. Sau đó, ông đã chuyển đến AC Milan ở giải Serie A của Ý, giúp câu lạc bộ này giành chức vô địch giải đấu vào năm 96 và 99. Nói chung, ông còn thi đấu cho nhiều câu lạc bộ khác nữa như là Chelsea, Manchester City, Marseille, v.v. Ông trở lại quê hương năm 2003 với vai trò đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc trong giai đoạn Liberia gặp bất ổn về chính trị. Sau đó, ông đã tranh cử tổng thống nhưng không thành công. Đến năm 2017, trong cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 26 tháng 12, Weir đã giành chiến thắng dễ dàng với hơn 60% phiếu bầu. Ông nhậm chức vào ngày 22 tháng 1 năm 2018, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ ở Liberia kể từ năm 1944. Một người khá quen thuộc với chúng ta và tôi biết nhiều người đang chờ đợi là Tổng thống Ukraine. Volodymyr Zelensky, nam diễn viên hài người Ukraine đã giành chiến thắng vang dội trước đương kim Tổng thống Petro Poroshenko, mà chúng ta quen gọi là Poroshenko, trong vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2019. Ông này tôi thấy rất là hề hước, xem hài của ông này thì nhiều khi thấy là rất là bựa luôn á. Let's start team sheet. Nhiều người không biết rằng ông từng học Đại học Kinh tế Quốc gia Kiev. Ông tốt nghiệp cử nhân luật và có giấy phép hành nghề luật sư. Tuy nhiên thì người ta biết đến ông với tư cách là một diễn viên hài nhiều hơn. Khi còn là sinh viên thì anh này đã xuất hiện trong trận chung kết của chương trình truyền hình Câu lạc bộ những người hề hước và kỳ lạ, một cuộc thi hài ngẫu hứng được phát sóng trên khắp cộng đồng các quốc gia độc lập. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận sản xuất của kênh truyền hình Inter TV của Ukraine. Sau đó, trong bối cảnh chính trị bất ổn ở Ukraine, ông đã gây ấn tượng mạnh với bộ phim Tôi tớ của nhân dân được công chiếu trên kênh truyền hình 1+1 vào tháng 10 năm 2015. Như mọi người đã biết, Zelensky được chọn vào vai một giáo viên dạy lịch sử. Trong phim thì anh ta đã trở thành một hiện tượng mạng sau khi một sinh quay cái vị giáo viên này trong lúc anh ta đang diễn thuyết một cái bài về nói về nạn tham nhũng của quan chức. Chương trình đã thành công ngoài mong đợi. Trong cuộc bầu cử năm 2019, Zelensky, một người thiếu kinh nghiệm chính trị, vẫn giành chiến thắng áp đảo. Giới chuyên gia cho rằng là ông nhận được nhiều sự ủng hộ vì là người dân Ukraine đang thất vọng về tình hình chính trị, cuộc chiến với quân nổi dậy, nghèo đói và tham nhũng. Về cơ bản, mọi người bỏ phiếu chống Tổng thống Poroshenko chứ không phải bỏ phiếu bầu cho Zelensky. Và thực tế, sau một khoảng thời gian cầm quyền thì những gì Zelensky làm được cho Ukraine đến giờ vẫn chưa rõ ràng. Niềm tin của dân chúng vốn đã không vững, giờ nó càng thêm lung lay. Tổng thống Mông Cổ từng là vận động viên đô vật thứ dữ. Khalmagin Baturga, đương kim Tổng thống Mông Cổ, là một trong những tổng thống cơ bắp nhất trên chính trường thế giới hiện nay. Ông lớn lên trong môi trường gắn liền với môn đấu vật truyền thống của Mông Cổ. Cha của ông là một huấn luyện viên môn vật này. Baturga tham gia đội tuyển đô vật quốc gia Mông Cổ năm 1979, năm 1990 và giành chức vô địch thế giới tại Ulaanbaatar vào năm 1989. Baturga đã được trao danh hiệu vận động viên tiêu biểu của Mông Cổ năm 1995 trước khi được chọn làm chủ tịch liên đoàn judo của Mông Cổ vào năm 2006. Dưới sự lãnh đạo của Baturga, judo Mông Cổ đã giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử tại Olympic Bắc Kinh năm 2008. Thành tích học tập của ông cũng khá là khiêm tốn và vốn có thiên hướng nghệ thuật. Ông từng theo học tại trường mỹ thuật ở Mông Cổ từ năm 1978 đến năm 1982 và sau đó trở thành một họa sĩ. Baturga đã bán tranh của mình cho khách du lịch xung quanh khách sạn Bayangon. Ông học tiếng Anh đủ để bán các tác phẩm nghệ thuật của mình. Trước và sau khi làm tổng thống thì đời sống riêng tư cũng khá là bình thường. Ông hay đăng tải lên Instagram những cái hình ảnh về thiên nhiên và con người Mông Cổ theo kiểu là một người bình dị và trọng văn hóa truyền thống. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nhớ bổ sung đóng góp chân thành và bình luận với nhau để cho nó sum tụ nha. Ai chưa đăng ký thì nhớ bấm đăng ký. Ai đăng ký rồi thì coi lại đã bấm chuông chưa để nhận được thông báo nha. Nếu có hiệu ứng tốt và được gợi ý thêm thì tôi sẽ làm thêm một hoặc là hai video dạng này nữa. Còn nếu không thì thôi chứ biết làm sao. Rồi, cảm ơn các bạn.